chúng ta dịch các cụm từ sau. Làm xong, bố ngữ chỉ kết quả. À, chua quán. Chua hậu quán. Họ mà nó hình dễ thương cậu kia. Làm xong được là cái gì? Chua tớ quán. Chua tớ quán. Được chưa? Chua tớ quán. Chua tớ tạo. Chua tớ quán hoặc là chua tớ tạo. Nhớ giờ bữa vừa rồi mình học. Mua được. Mua được. Bộ ngữ chỉ kết quả. Mãi to. Mãi to là mua được. Bộ ngữ chỉ kết quả, còn bộ ngữ chỉ khả năng có thể mua được, đúng không? Bộ ngữ chỉ khả năng có thể mua được thì sẽ là mãi gì? Mãi tựa to. Có còn nhớ cái bộ ngữ chỉ khả năng đó không? Rất sơ sơ. Bộ ngữ chỉ khả năng. Nhớ chưa? Nhớ cái này chưa? Ví dụ như xem hiểu cuốn sách cuốn trọng đó, để được từ thanh su nó ở phía sau chữ tở không? Sau chữ tụng luôn. À, 我看得懂这本中文杂志. Trong bài tập đó hả? Dạ, đúng rồi. Trong sách bài tập rồi. Bài số mấy? Có từ là phan hiệu, phan hiệu. Là xuất phép từ sau đó. Mà tổng khan, phan hiệu bao chữ là gì? À, báo tiếng Trung. Tơ, nì. Nì khan tơ tổng, phan hiệu bao chữ mà. Nì khan tơ tụng hàn yu bao chữ ma. Còn nếu không thì mình không dùng ma thì mình sẽ dùng sửa. Còn không thì mình sẽ dùng câu hỏi chính phản. Nì khan tơ tụng khan bu tụng hàn yu bao chữ. Câu hỏi chính phản nhớ không? Nì khan tơ tụng là khẳng định, khan bu tụng là phủ định, hàn yu bao chữ tương đương với câu hỏi chữ ma. Nì khan tơ tụng hàn yu bao chữ ma. Làm đúng không? Em mới mở ra là thấy một chữ viết sai rồi nè. Viết sai chính tả. Viết sai chính tả. Viết sai chính tả là chữ mô. Chữ số là có bộ ngôn đằng trước, còn thiếu bộ ngôn, bộ này sẽ là tuy khoan khoáng đổi. Ví dụ như tiền á, thay vì mình trước đây là mình mới học cái chữ khoan này thôi, đúng không? Chữ khoan là đổi, nhưng nó sẽ là tuy khoan, tức là khoáng đổi, đúng không? Nghĩa của nó là khoáng đổi. Giao hoàn chuyển thì khoan là được rồi, của giao khoan chiến, nhưng mà từ chính thức của nó là tùy khoan. Tùy khoan mới là chính thức. Rồi chưa? Nhớ về cái này chưa? Cái bài hồi nãy của mình. Rồi hỏi luôn. Là ví dụ như cái câu cái bản nãy cô nói đó. Ừ. Cái từ siêu xỉ đó mình bản nãy là siêu xỉ
mò. Cái bài bảo đỡ hỏi trong sách đó cô, là cái bài 3 đó cô. Cái đoạn 3. Phần 3, rồi. Trong sách đây, sách học. Rồi. Cái hình thứ ba. Hình thứ ba. Dạ, đúng rồi. Ừ. Dạ. Sư sư tơ họ, phía sau đó chữ họ là tính từ thì đây nó không còn là bổ ngữ chỉ khả năng nữa. Mà nó là gì? Bổ ngữ chỉ trạng thái, bổ ngữ chỉ trình độ. Tôi 睡得早, 我起得早, 我睡得晚, 我起得早. Nhớ không? Mức độ của mình về cái động tác đó. Còn bổ ngữ chỉ khả năng tức là cái năng lực, cái khả năng của mình có thể thực hiện cái động tác đó hay không. Ừ. Ví dụ như tha trạng tơ hình pheo lẹng. Tha trạng tơ, trạng là gì? Lớn. Tha trạng tơ hình pheo lẹng thì ở đó mình phải chữ tơ thì ở đây chính là bổ ngữ chỉ trình độ về cái trạng thái, cái trình độ về của cái trạng đó như thế nào, nó sẽ khác với lại cái này là khả năng. Ví dụ như what can tơ tụ, tôi xem có hiểu hay không hiểu, nó sẽ do động từ đảm nhiệm. Mô tả hả? Thì trừ cũng đã mô tả được rồi mà. Nói chung á, không phải là các từ chuyên ngành mà giống như chúng ta học tiếng Việt thì bây trừ cô nói biên này, mình cứ nghĩ đơn giản đi đi. Nhìn thấy. Khăn chiên, nhìn thấy được, có thể nhìn thấy. Khăn chiên là nó là về cái khả năng. Ví dụ như bây giờ cô nói này, sáng nay tôi nhìn thấy bạn trai của cô ấy, đúng chưa? Là tôi nhìn thấy. Nhưng ví dụ là bạn trai của con đó kìa, mình nhìn thấy chưa? Là có phải là cái khả năng không? Mình có thể nhìn thấy được không? Ở xa xa đó. À, khăn chiên thì cái nó là bổ ngữ chỉ khả năng. Nghe rõ. Nghe rõ, rõ là gì? À, thiên chinh chủ. Thiên chinh chủ. Nhưng mà cái khả năng mình nghe có rõ hay không? Giống như cô hay hỏi cô Susie, à, bên kia nghe có rõ không? Thiên tờ chinh chủ. Được chưa? Thiên tờ chinh chủ. Làm chưa xong? Chua bù quán. Chua bù quán. Làm không xong. À, làm chưa xong, mấy chua quán, mấy chua quán, và làm không xong, chua bù quán, chua bù quán, chưa mua được, mấy mải tao, mua không được, mải bù tao là cái khả năng, chưa nhìn thấy, mấy khăn chiếc, không nhìn được. Khan bú chiên. Khan bú chiên. Chưa nghe rõ. Mấy thiên chinh chủ. Và không nghe, nghe không rõ, không nghe rõ. Thiên bú chinh chủ. Thì đối với lại cái bên phủ định á, thì các bạn hồi nãy trừ mình thấy sao? Chưa sẽ tương đương với chữ mấy. Và không sẽ tương đương với chữ bú. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta vào bài 1. Thống sư. Thống sư. Thống sư là đồng nghiệp. Thống sư, đồng nghiệp.
Thống sự là đồng nghiệp. Câu này. Những hãng gì? À, tôi là Tùng Biên The Na Gia Cung Sư Cung Chua. Của tôi là đồng nghiệp của tôi, đúng rồi. Tiếp theo, ngân hàng chúng tôi, đúng không? Của mình chạy chạy là nào? Ngân hàng Tùng Biên The Na Gia Cung Sư Cung Chua. Im hết ra. Giờ cuối cùng là chúng tôi làm việc rồi đó nè. Chúng tôi làm việc là rồi nè. Mà làm việc ở đâu? Ngân hàng Tùng Biên The Na Gia Cung Sư. Công ty phía đông của ngân hàng. Công ty phía đông của ngân hàng. Vì sao có chữ tơ đây rồi? Thì rõ ràng cái chính là cái gì? Cái công ty. Mà công ty này ở đâu? Ở phía đông của ngân hàng. Không đi dễ lộ. Thấy? Cô nói rồi mới nhớ rõ. Nhưng mà chú ý thì tức là ví dụ như có nhiều cái á, là nó không có chữ tơ thì mình còn dễ lộn, nhưng mà cái này nó có hẳn chữ tơ đây rồi, đúng chưa? Của mình nè, trai trai cái gì mà động từ cung chua đây rồi, làm việc thì rõ ràng là đây là cả một cụm này là chỉ vị trí rồi, thì sau chữ tơ sẽ dịch trước là cha cung sư. Công ty kia, công ty kia ở đâu? Phía đông của ngân hàng, chứ không phải ngân hàng phía đông. Đấy. Y chén là trước khi làm một cái việc gì đó, hoặc là trước đây. Trước khi hoặc là trước đây. Và trái nghĩa với y chén sẽ là y hậu, sau này. Hoặc là sau khi. Sau này hoặc là sau khi. Phan Y. Phiên dịch Phan Y, phiên dịch. À, trước đây tôi là phiên dịch tiếng Trung, bây giờ tôi là giáo viên tiếng Trung. Suy chào ý chỉ là gì? À, trước khi ngủ. Của chẳng chẳng thiên nguyên. À, trước khi ngủ tôi thường nghe nhạc. Trước đây và trước khi. Không á? Rồi chúng ta sẽ xem vào bài khóa ngày hôm nay để rồi xem cái ngữ pháp của nó. Na ge piao liang de xin tong shi shi shui? Xin tong shi, xin tong shi là gì? Đồng nghiệp mới. Na ge piao liang de xin tong shi. Đó là gì? À, cái người đồng nghiệp mới xinh đẹp đó là ai? Na shi Xiao Li. Ta gang lai Beijing ma? Bu. Ta zai Beijing gong zuo san nian le. Yi qian ta zai na gong zuo? Ta zai yin hang gong zuo le liang nian. Yi hou lai guo lai de wo men gong si. Lái của mình công sư công chua lơ lẻng niến. Công chua lơ lẻng niến. Thấy chưa? Thấy cái gạch tích chưa?
Kha ra dĩ hãng cùng chua lở lẻo miến làm việc ở ngân hàng 2 năm. Sau đó đến công ty chúng tôi thì chúng ta sẽ có cùng chua lở lẻo miến chứ không nói là cùng chua. Đây là cùng chua san miến lở. Còn đây là cùng chua lở lẻo miến. Hai cái này có khác nhau không? Khác. Vì sao khác? Vì cô có gạch đích, cái cô không gạch đích. Ừ. Đó là một trong cái đúng. Bây giờ mình sẽ học về bổ ngữ chỉ thời lượng. Thời lượng là gì? Cái khoảng thời gian, cái đoạn thời gian muốn biểu hiện, muốn biểu thị một cái động tác đó nó kéo dài và duy trì trong bao nhiêu lâu thì chúng ta sẽ dùng bổ ngữ thời lượng. Và bổ ngữ có cấu trúc như sau: chủ ngữ cộng động từ đến lơ và từ chỉ thời đoạn. 我到中国两个星期了。我到中国两个星期了。 Tôi đến Trung Quốc đã được 2 tuần. Thì trong đó lạng cơ xin chi sẽ là bổ ngữ thời lượng. Thì cái bổ ngữ thời lượng này nó đơn giản. Nó không phải là cái cấu trúc khó. Tuy nhiên nó khó là khó chỗ nào. Của tượng lơ ban cơ xảo sử. Thì chúng ta thấy chữ lơ có cái đứng ở cuối câu, có cái đứng ở đầu câu. À, đứng ở trước cái bổ ngữ thời lượng. Đúng chưa? Thì cái nghĩa khi trong câu chỉ xuất hiện một chữ lơ, chỉ xuất hiện một chữ lơ thì cái nghĩa nó không có khác khi nó đứng trước hay là nó đứng sau bổ ngữ chỉ thời lượng. Khi nó đứng ở vị trí này thì động tác hành động đã kết thúc. Hành động động tác đã kết thúc. Nó cho dù nó không phải đứng cuối câu, từ trước đến giờ mình có học cuối câu là mới kết thúc động tác đúng không? Thì bây trừ nó có thể đứng ở trước bổ ngữ chỉ thời lượng, nói rằng động tác đó cũng đã kết thúc rồi. Tha zai he nei zhu le san tian. Anh ấy ở Hà Nội 3 hôm. Thì bây giờ anh ấy có còn ở Hà Nội không? Không còn ở Hà Nội. Bây giờ anh ấy đã không còn ở Hà Nội nữa. Động tác tru zai ở này đã kết thúc rồi. Tuy nhiên khi trong đồng thời xuất hiện hai chữ lơ, một cái đứng trước bổ ngữ chỉ thời đoạn và một cái đứng trước bổ ngữ thời lượng và một cái đứng sau, đứng cuối câu, thì động tác đó vẫn còn đang tiếp diễn, chưa kết thúc. Tha shui le liang ge xiao shi le. Tha shui là liang ge xiao shi le. Anh ấy đã ngủ 2 tiếng rồi. Anh ấy đã ngủ 2 tiếng rồi. Thì bây giờ anh ấy đã dậy chưa? Chưa dậy. Anh ấy vẫn còn đang ngủ. Và từ lúc bắt đầu ngủ cho tới bây giờ đã là 2 tiếng. Còn khi nào anh ấy dậy thì chúng ta chưa biết. Wo xue le san ge yue. Ví dụ bạn hỏi em là bạn em học tiếng Trung bao nhiêu lâu rồi? Wo xue le san ge yue. Lớp mình không phải san ge yue nữa. Lớp mình là phải mình cho lưu cái yue đi để đăng như này. Ok, cứ nói cái này chấm nhanh đi. Wo xue le san à lưu ge yue. Wo xue 6个月了. Trong câu chỉ xuất hiện một chữ lơ, tức là cái hành động xuyên này đã dừng. Bây giờ tôi không còn học tiếng Trung nữa. Nhưng 我学了六个月了. Tức là từ lúc tôi bắt đầu học cho tới bây giờ đã được 6个月. Và tôi vẫn còn tiếp tục học tiếp nữa. Học đến khi nào tôi dừng thì tôi chưa biết. Nhưng tôi vẫn còn đang tiếp tục học. Được chưa? Phân biệt trong câu có một chữ lơ và hai chữ lơ. Cho nên đừng có nói ở đây đang đứng cuối câu là mới cho kết thúc. Còn đây hăng thon giữa câu là chưa kết thúc thì. Cái này thì lại đứng cuối câu là nó đã kết thúc rồi.
rồi. Nếu có tăng ngữ thì tăng ngữ sẽ đứng sau bổ ngữ chỉ thời lượng. Ví dụ, 我学了六个月汉语了。có thêm cũng được, không thêm cũng được. Còn nếu như tăng ngữ, bây giờ tăng ngữ này không phải là chỉ người hay là các đại từ chỉ người, danh từ chỉ người là gì? Tên riêng. Đại từ chỉ người là gì? 我, 你, 他, 我们, 你们, 他们 là các đại từ chỉ người. Thì các đại từ chỉ người nó lại đứng trước bổ ngữ thời lượng. 我们这里等他一会儿吧。妈妈找了爸爸半个小时。 Và cái này đã kết thúc chưa? Câu này kết thúc chưa? Bà này còn đi tìm ông đi nữa không? Không nữa, nhưng mà nếu ở đây có chữ lơ là vẫn còn đang đi tìm. Đúng chưa? Nếu như đây là đại từ hoặc danh từ chỉ người thì lại đứng trước bổ ngữ thời lượng. Còn nếu như những tăng ngữ bình thường thì nó lại đứng sau bổ ngữ thời lượng. Tôi nhớ cái câu 2 hàng đó là gì? Cho nên tiếp tục. 他在银行工作了两年. Thì cô ấy có còn làm ở ngân hàng được không? Không. 以后来的我们公司. Được chưa? ]那个漂亮的新同事是谁？那是小丽. 他刚来北京吗? 不,他在北京工作三年了。 以前他在哪儿工作? 他在银行工作了两年以后来到我们公司。 那个漂亮的新同事是谁? 那是小丽。 他刚来北京吗? 不,他在北京工作三年了。以前他在哪儿工作? 他在银行工作了两年以后来到我们公司。懂了吗? 懂了。 Đừng áp lực quá, nhìn thấy lớp mình túi đây là im ra luôn. Đừng áp lực quá, vì học cái này biết, vì học tới bộ ngữ cô đã nói ngay từ đầu rồi, bộ ngữ. Cái ngày đầu tiên là chúng ta học về bổ ngữ chỉ tính trạng thái đó. Cô đã nói bổ ngữ là một trong những điểm khó của tiếng Trung rồi. Nhưng mà đừng có nặng nề. Cái quan trọng là cái gì? Mình cứ bình thường, mình cứ đọc bài, mình hiểu nghĩa đã. Trước mắt mình chưa sử dụng được thì mình cứ đọc để mình hiểu đã. Mình phải hiểu cho đúng. Khi mình hiểu đúng rồi thì từ từ mình mới ứng dụng được. Chứ còn đâu có ai học liền biết liền đâu. Khi cô học thì cô cũng như các bạn thôi. Chứ nếu cô học mà cô biết hết thì cô điểm cô toàn trăm hết rồi. Chứ đâu có còn chín mấy nữa. Đúng không? Thì khi cô học cô cũng như các bạn thôi. Khi mình học rồi mình quay ngược lại mình mới thấy dễ. Chứ khi mình học lớp 1 á, 1 cộng 3 có phải giơ tay đếm mà trừ là như thuộc lòng rồi đúng không? Thì đó thôi, đừng có nặng nề quá. Chứ nhìn thấy túi này thấy ai cũng có vẻ, có vẻ là nặng nề vậy sợ. Lai, thông sư, Huy Chuyên, Chào Cang, Trân Biên. Đọc. Xiao Li. Xiao Li.
以后来到我们公司。好，来回答问题。 小丽是什么人？是什么人？啊，一个漂亮的新同事。 第二题，小丽刚来北京吗？美心，不是，她在北京工作三年了。嗯，很好。第三题，小丽一直在这个公司工作吗？慧君，小丽一直在这家公司工作吗？ 是，他一直在这家公司工作吗？他在银行工作两个，工作了两年。以后来到了我们公司。对了，他以前在银行工作了两年。 以后才来这家公司工作，懂吗，慧君？嗯。课文二，久久啦，老吧，มันให้กับละ，มันหอกเกาคือมีอะไรเกาจี้โค้ชให้น้อย，对，好久不见，好久不见。 从业毕业，tốt nghiệp，毕业，业，白毛đã毕业，到现在，好久了还没找到工作。嗯，好久了还没找到工作。嗯，tức là từ khi tốt nghiệp đến bây giờ là cũng lâu lắm rồi mà vẫn chưa tìm được việc. Vậy tua chiều sẽ là bao lâu, giống như trước đây mình học tua ta là bao nhiêu tuổi đó, nhớ chưa? Bây giờ tua chiều có nghĩa là bao lâu. Nǐ xuě zhōngwěn tuō jiǔ le? Nǐ xuě zhōngwěn tuō jiǔ le? Liǎng niān le? Hai năm rồi. Y đâu? Câu trả lời. Liǎng niān le. Hǎo jiǔ měi hě nǎi chǎ le. Jīn tiān wǒ men chī zhě bān gāo. Hơ nải trà ba. Trà gì? Trà sữa. Hôm nay chúng ta ăn bánh kem, ăn bánh lẩu. À, vừa ăn bánh vừa uống trà. Ta xin là bánh kem cà rốt quy hay là bánh chung? Tan cao là bánh kem. Tan cao là bánh bông lan á, chính xác tan cao là bánh bông lan. Còn cái bánh quy á là hắn gọi là chí cái gì, chí chu bình, chí chu bình, duy bình là bánh trung thu, còn bánh quy á là đôi lúc họ gọi là can bình, can quân dễ, à bình can, bình can cô nói lộn nữa, bình can, còn cái loại bánh quy mà giống như danasi mình hay ăn mà cái loại bánh hộp tiết loại nữa là cũng gọi là chí chu bình. Nói chung là rất là nhiều từ.
Còn tan con là bánh bông lan. Chính xác là bánh bông lan nói chung đó, là tan con. Ở mình là mấy cũng bánh kem hết. Chỉ khi thấy ăn bánh bông lan thì toàn ăn bánh kem. Cảm兴趣 là đối với cái gì cảm thấy hứng thú, sẽ là ai tuy bi cảm xin chư hoặc là dỗ xin chư. A là vì là chủ thể, tuy b là đối với cái việc gì đó cảm xin chư, cảm thấy hứng thú như rớt xuống đất có thấy không? Cảm xin chư hoặc là dỗ xin chư. Của tôi hơ chiếu dụng sinh truy. Nó trấn tâm xíu. Cho thấy thú này ra nguyên ra. Còn tâm lão chuyện ngồi dưới nó mà. Tắt lặng ngột lắm. Cái quạt nếu mà tắt á là... Em nhảy lại, em đứng lên, em kéo cũng được. Đứng lên kéo đi. Đó. Rồi, được chưa? Của tôi học Trung Quốc thơ bé cảm xin chư. Mình có thể thêm phó từ chỉ mức độ đằng trước chữ cảm xin chư. Của tôi học Trung Quốc thơ bé cảm xin chư. Thơ bé là gì? Đặc biệt, vô cùng. Bé là đừng, bú giang. Bé là sẽ giống bú giọng. 我对学习中文特别感兴趣. 我对喝奶茶感兴趣. 对喝啤酒更感兴趣. 他对现在的工作不感兴趣. Tức là anh ấy không hứng thú với cái công việc hiện tại nữa rồi. Được chưa? Chiều và cảm xin chư. Chiều là lâu và cảm xin chư là cảm thấy chiều. Chúng ta sẽ vào bài này không có gạch đích. Bài này không có gạch đích. Khỏe, cứ thấy không có gạch đích là khỏe đúng không? Châu mua, nì gần xảo lì chư nở hoàn lơ. 我们去唱歌了，唱歌了，hát，唱歌了，hát và 唱歌 cũng là một động từ ly hợp, trong đó 唱 là động từ hát, 歌 là bài hát. Karaoke nó sẽ dùng là từ khả la ok. 唱 khả la ok. 唱 khả la ok. Khả la chang dùng động từ chang hoặc nhiều khi họ nói là chang k k là KTV á. Tất cả mọi cái đều dịch ra tiếng Trung, tất cả mọi cái đều được dịch ra tiếng Trung. Nǐ men chang le duō jiǔ. Nǐ men chang le duō jiǔ. Thế giờ duō jiǔ nó sẽ đóng vai là một bổ ngữ thời lượng. Bao lâu? Wǒ men chang le liǎng ge xiǎo shí ge. Chang ge là một bổ ngữ, a là một động từ ly hợp, trong đó chang là sẽ đóng vai trò của một động từ và ge đóng vai trò của một tăng ngữ, bổ nghĩa cho chữ cưa. Được chưa? Cho nên khi mà dùng bổ ngữ thời lượng thì phải tách hai chữ này ra. Phải tách hai chữ này ra. Đây là động từ và bổ ngữ thời lượng sẽ bổ nghĩa cho động từ này, và tăng ngữ sẽ phải đứng sau bổ ngữ thời lượng như cái công thức hồi nãy mình học. Chang le liang ge xiao shi ge. Wǎn shang hǎi qù tīng yīn yuè huì. Đó, hôm vừa rồi mới nói yīn yuè huì đó. Thấy chưa?
唱了音乐会了。你们对你们都对音乐感兴趣吗？对什么什么感兴趣？啊了耶，你们对 B 为了耶音乐感兴趣。他对音乐感兴趣，我对他更感兴趣。感兴趣啦，感抬横头。他对音乐感兴趣，我对他更感兴趣。更啦，感。好了吗？hiểu nghĩa rồi. Cười. Có cô chưa hiểu? Chơi chơi nào?嗯，晚上不对，还去听音乐会。đúng rồi, đi nghe nhạc hội. À, là đi nghe nhạc hả? Hải truy là. Hải là còn. Hải truy là gì sao nào? Còn đi. Còn đi. Ừ. Tức là động tác đi đó lặp lại một lần nữa. Động tác đi đầu tiên là đi đâu? Chang cơ. Và động tác đi thứ nhì là gì? Truy thiên in yue huiCho nên ở đây mình sẽ dùng thêm chữ hải để nói rằng cái động tác đó lặp lại một lần nữa. Rồi, hiểu chưa? Trong mùa, 你跟小丽去哪儿玩了？我们去唱歌了。你们唱了多久？我们唱了两个小时歌，晚上还去听音乐会了。你们都对音乐感兴趣吗？他对音乐感兴趣，我对他更感兴趣。周末你跟小丽去哪儿玩了？我们去唱歌了。你们唱了多久？我们唱了两个小时歌，晚上还去听音乐会了。你们都对音乐感兴趣吗？他对音乐感兴趣，我对他更感兴趣。好，来，顺便同事清理小刚。周末你跟小丽去哪玩吗？我们去张科了。你们张了多久？我们站了两个小时歌，晚上还去听音乐会了。你们都你们都对听音乐都对音乐感兴趣吗？很好，来回答问题。迷信，周末小刚做什么？周末小刚跟小丽去唱歌。去唱歌了。唱歌。他们唱了多久？慧君。他们唱了多久？他们唱了两个小时。小丽感兴对音乐对什么感兴趣？春边。小丽对什么感兴趣？他对音乐。对音乐。没有听，他对音乐。他对音乐感兴趣。那小刚呢？那小刚对他跟感兴趣。小刚对他是谁？小刚对他，那他是谁？小丽。
À, tôi là Xiao Li. Xiao Kang tôi Xiao Li càng cảm xin chú, hẳn hảo. Lại, khơ vấn sàn. Chế huân. Chế huân. Chế huân. Chế huân. Chế huân. Và ai với ai không sẽ dùng cân. A cân B chế huân. Tin xua nỉ cân Trung Quốc rắn chế huân. Sư ma? Chế huân. Bù sư. Xiao Li và Xiao Gang chuẩn bị 结婚了. Xiao Li và Xiao Gang chuẩn bị 结婚了. Được rồi mà. À, Xiao Li. Này họ Li. Cương. Ừ, chuẩn bị cái hôn rồi. Được chưa? 结婚. 结婚. Hai, mình xem. 我跟小丽下个月结婚，到时候欢迎你来。什么？结婚？ Khi câu hỏi không có chữ ma thì chúng ta sẽ đưa âm cuối lên. 什么？结婚？对呀。突然吗？ À, bất ngờ à? Đột ngột à? Nǐ men bú shì gāng rèn shì ma? Rèn shì là quen biết. Nǐ men bú shì gāng rèn shì ma? Bú shì ma, cộng từ bú shì ma. Đây là một câu hỏi phản vấn. Câu hỏi phản vấn. Tức là dùng một cái câu hỏi để thay cho cái câu trả lời của mình. Dùng câu hỏi để thay thế cho một câu hỏi, câu trả lời của mình. Và nói rằng mình đối với cái việc này có sự khẳng định rồi. Và mình nói ra chỉ để xác nhận lại một lần cái nhận định đó của mình. Thì ở đây là gì? Tức là nì mên căng rên sự. Câu này của người này là gì? Thống sư là đã biết cái sự việc gì? Nì mên căng rên sự. Nhưng mà bây giờ họ muốn xác nhận một lần nữa cái nhận định đây của họ. Cho nên họ sẽ dùng là bù sư ma, dùng thay vì họ trả lời nì mến mà căng rên sư thì nó là nì mến bù sư căng rên sư ma, dùng một câu hỏi để thay thế cho câu trả lời. 我跟他都认识五年了，我跟他都认识五年了，5年了，5年了，5年了，5年了，5年了。 你跟他结婚，那我怎么办呢？ 你跟他结婚， bạn kết hôn với cô ấy， 那我怎么办呢？ Vậy thì tôi làm sao đây? À, chủ gì à? Lên để đi hỏi ông tác giả thử đi, không muốn biết cái câu vô duyên đấy. 我跟小丽下个月结婚，到时候欢迎你来。什么？结婚？对呀，突然吗？你们不是刚认识吗？我跟他都认识五年了。你跟他结婚，那我怎么办呀？我跟小丽下个月结婚，到时候欢迎你来。 什么？结婚？对呀，突然吗？你们不是刚认识吗？我跟他都认识五年了。你跟他结婚，那我怎么办呀？好，你们不是刚认识吗？không phải các bạn vừa mới quen à? Họ là quen 5 năm rồi. Không phải à. Ví dụ như bây giờ cô xuống cô nói ông chồng ấy, tôi đói bụng ghê, ông nói ủa không phải bà mới ăn à? À, nǐ bù shì gāng chì le ma? Không phải bà mới ăn à? Tức là ủa cho rằng mà mới ăn mà la đói liền. Ví dụ như vậy. Bù shì ma, không phải à.
Học. Xong chưa? Nên lên qua đâu? Tú này quại quá nè, nữ sinh nè. Lại, xào căng, xinh lý, thống sư, nữ sinh, sổ leo. Lại.那我怎么办呢？所以下个月有什么好事？下个月有什么好事？慧君，小康和小丽结婚。对了，小康跟小丽结婚。第二题。 他们的同事，他的同事觉得他结婚突然吗？嗯，他同事觉得小刚结婚突然吗？听不懂。小刚的同事觉得感叹，觉得小刚结婚突然吗？ có đột ngột không? À, thu rãn là đột ngột. Thu rãn mà. Thu rãn. Họ. Xiao Gang và Xiao Li. Gang rên sư mà? Qing Li. Xiao Gang và Xiao Li. Gang rên sư mà? Hẳn hảo. Qing Li, A Mi Xin, 你觉得谁喜欢小丽? 我觉得同事喜欢小丽。小刚喜欢小丽吗? 他也喜欢小丽。 所以谁喜欢小丽? 他们都喜欢小丽。 小刚和同事都喜欢小丽。 听懂吗? 好。 课文四迟到 là đến trễ, đến muộn. Đến đúng giờ là gì? chuẩn lại. Và sau này các bạn xin đến trễ bao nhiêu phút thì các bạn sẽ nói là của chữ tao 5 phút, 10 phút, được chưa? Cái thời gian sẽ để sau chữ to.
Giáo sư, hôm nay tôi có sự, tôi sẽ là sẽ, tôi sẽ trễ tới 10 phút, 5 phút. Chia là nhận, là đón, là nghe. Chia. Chia. Kể ta đã lỡ 3次 điện thoại, ta mấy chia. Quấy. Quấy không nghe. Ba ba lại chia của ý chén chú chú chia của chị chia. Ý chén này. Trước khi là này. Đi. Đến gì? Đến gì? Đến đón. Ở đây sẽ là đón. Đến đón tôi. Thì đi. Được chưa? Ý chén để đằng sau. Chị chứ. Chị chia là chị mà. Chị chia là chị. Được chưa? Thì ý chén trước đây sẽ là khi mình dịch mình sẽ nói à trước khi bố đi đến đón tôi thì đón chị tôi trước. Pan. Pan. Pan là một nửa hoặc là trong thời gian sẽ là 30 phút. Ví dụ như cơ duyệt nửa tháng. Thiên. À thì cái ban thiên mặc dù mặc chữ là nửa ngày nhưng nghĩa nó cũng giống hệ trong tiếng Việt, nó không phải là chỉ 12 tiếng đồng hồ mà nó muốn nói rằng cái thời gian dài mình làm một cái động tác kia đó một thời gian rất là dài. Một nửa một tôi. Một tôi. Thì là dịch sao? À. Của tờ ý ban. À của tờ ý ban. Và chúng ta sẽ có một từ là linh là ngoài linh ý ban hoặc là lý ta linh ý ban ấy là muốn hỏi chồng hoặc vợ của mình linh ý ban thì ở đây có chữ ban cô đã nói là có một cái chuyện đó là câu sau là chủng và lượng từ sẽ là chữ. Ping quả lì có 1 chủng. Ping quả. Ping quả. Có 1 chủng. Sư khở pa. Sư khở pa. Sư khở pa là đáng sợ. Khở pa. Có 2 chủng. Sư hẳn khở pa. Có 1 chủng. Sư phi chẳng. Chúng ta có một chữ chủng sư rất là sợ. Vậy thì bao nhiêu chữ chủng sư rất là sợ? Nửa câu. Đúng rồi. Bao nhiêu chữ chủng? Khi mục tiêu rồi còn có nửa câu. Hồi đó lần hay có cái câu dẫn này để mọi người nhớ về chữ ban. Khi mà dịch ra tiếng Việt á, thì cảm giác nó không có chi bằng cái khi mà mình dùng chữ tiếng Trung. Vì trong tiếng Trung á, là nó là khởi pha bình thường, hẳn khởi pha, phi thẳng khởi pha. Khởi pha thì mình sẽ cảm nhận nó khác với lại tiếng Việt mình chỉ là sợ, đáng sợ, rất đáng sợ và vô cùng đáng sợ thì tiếng Việt mình hơi không thuận lắm. Nói hơi tục chứ cô mới hiểu được cái chữ ML lâu nên mọi người cứ viết tắt mà cô không hiểu hắn là cái chi. Vừa rồi cái con bé con nuôi của cô hắn tới đáng nói cô mới biết. Ồ cô la cho trận đóng một kem xúc la thêm trận nữa. Cô mới biết về cái chữ nó chứ lâu nên cô thấy không viết tắt cô không hiểu hắn là cái chi. Rồi. Và rưỡi sẽ là chi tiệm ban ví dụ như lớp mình.
chi tiệm ban. Được chưa? Lớp mình vào học lúc 7 giờ rưỡi. Chi tiệm ban. Khựa là 15 phút. Một khắc 15 phút. Lạng tiện y khựa. Tức là 2:15. 2:15. 2:30. 2:45. Phải tôi học tiếng Trung vào lúc 7:30 tối 3:57. San khơ, một khơ là 15 phút. San khơ có phải là 45 phút không? Tôi học tiếng Trung vào lúc 7:30 tối thứ 3:57. Thời gian đưa ra đằng trước. Quả sang cái gì quả sang? Thì trong ba cái thời gian này nè, 7:30 tối nè, 7:30 nè, tối nè và thứ, thì cái nào là lớn nhất? Cái khoảng thời gian nào là lớn nhất? Thứ. Thứ sẽ là 3:57, sẽ là xin chi er, xin chi sư, xin chi liệu. Thì mình sẽ nói là xin chi sư liệu, lược bỏ bớt xin chi, nó đỡ dài. Thay vì xin chi er, xin chi sư, xin chi liệu, thì mình sẽ nói là xin chi er, sư liệu, hoặc có thể bỏ luôn cả xin chi nếu trong cái câu khẩu ngữ của mình. Mình chỉ nói là er, sư liệu. Đến thời gian dài tiếp theo nữa là gì? Buổi tối. Quảng sáng. Chi điểm ban. Của chuyển sĩ Han Yu. Được chưa? Cho nên sáng nay Facebook của Biên, cô thấy ghi là 9月10日 hay 10 hao gì đó, đại khái đó, cô đọc được ra là cái ngày này. Nhưng mà ơ điện ơ ơ thì mình phải đưa cái này ra đằng trước. Hay thắng là tiếng Trung cho mình tiếng Anh không nghe. Chú ý giùm cô. Rồi. Cha. Kém. Cha có nghĩa là kém. Thì trong thời gian thì có nghĩa là mấy giờ, cái mấy phút đó. Còn không là học tập thành tích kém. Hoặc là cái gì đó kém. Tính từ có nghĩa là kém. Được chưa? Và đối với lại thời gian, riêng cái chữ tha này thì số phút sẽ đứng trước và số giờ đứng đằng sau. Giống như hồi nãy mình nói 7:10 sẽ là 7:10. 10 phút mà 7:10. 7:10. Và 7:15 mình phải là một khắc, hai khắc hay ba khắc chứ, đúng không? Thì ở đây hắn chỉ là một khắc gì khơ. Còn 7:30 sẽ là chi tiền ban. 7:40 chi tiền chi tiền 40 phân. Và cách nói thứ hai sẽ là 8:20. Thì khi đó cái 20 này sẽ đọc trước nè. Cha 20:08. Được chưa? Ghi vô vở ớt đừng chụp ảnh. Vì cái này cô đâu có ghi cái gì trên này đâu mà chụp ảnh. Ghi đi. Ghi đi cho nhớ chữ. Cô không đâu.
Nhà cô được cái là lễ Tết không bao giờ đi. Có hả? Ở một đó. Chín giờ tối hả? Ở nhà ngoại hả? Đâu ra để con chắc mới cho ra con. Đúng chưa? À, sự phân trong 3 tiện, 3 đó là của giờ, 3 tiện. Trong 7 giờ 40 là bắt đầu là 7 tiện, 40 phân. Được chưa? Ở trong này cũng có, nhưng mà ghi cho nhớ đi. Được chưa? Rồi. Và khi hỏi sẽ là dùng chỉ tiện. Giờ phút kém. Xin ra chỉ tiện. Và nhớ 2 giờ sẽ dùng là lẻng tiện, không dùng er tiện. Lẻng tiện. Và người Trung Quốc trong cái khẩu ngữ cũng giống như người Việt mình. Đó là sẽ dùng sáng, trưa, chiều, tối. Chứ không có ai mà đem nói là 13 giờ với 14 giờ hết. Trong khẩu ngữ của tiếng Việt mình cũng không có 13 giờ, 14 giờ. Đúng không? Thì mình cũng nói là 1 giờ trưa, 2 giờ chiều. Thì bên tiếng Trung cũng vậy. Trung ngủ y tiện, xa ngủ lãng tiện, hoạt sang ba tiện. Chứ không có nói là ở sự tiện. Mà sẽ là hoạt sang ba tiện. Còn lại là ví dụ như những cái thời gian mà họ nói ở trên... Trên TV mà hẹn mấy giờ là có chương trình gì đó. Thì họ sẽ nói à vào lúc 19 giờ có thử sự rồi 20 giờ là phim gì đó. Thì khi nó họ mới nói là ơ sự tiện. Chứ còn không là họ sẽ dùng kiểu như là chào sang, trung ủ, xa ủ, quạt sang. Và sau quạt sang nữa thì từ từ học tới. À còn dài. Và cũng giống như em cô đó, đi nhậu, đi chơi, đừng về khuya, đừng 1-2 giờ sáng về, hãy 4-5 giờ về, cho nó sớm. Cho tối nay cô thấy mọi người học đâu mà thấy tối nay không tập trung, được chưa? Giỡn xíu tại vì chào sang ủ thiệp ba, cô nói giỡn vì có lần thằng em cô. 5 giờ sáng về giỡn lẫy luôn mà. Đi từ 10 giờ ngày hôm nay đến 5 giờ sáng ngày hôm sau mới về. Giỡn lẫy luôn mà. Mới về vẫn còn nói nữa, giỡn chịu không nổi gọi điện cho cô. Nói chứ, anh nói đi mà chị nghe được, anh nói anh về sớm mà. Thì nó nói đúng nhất, nó mồ sai đâu. Họ đi tập thể dục tiếng đi về chứ có phải về khuya đâu, trời sáng nữa mới về, về sớm. Dân kinh doanh thì biết rồi, nói lẹo đường mố là không nói được. Được chưa? À, thôi, dẫn một chút. Về cái giờ phút rồi này chú ý dùm cô xíu hệ. Nhất là cái chỗ track. Và cái ý khưa đó thực sự ra trong cái quá trình sử dụng thì mình cũng không có dùng nhiều đâu. Nhưng mà trong thi thì có. Trong thi thì có và mình học. Chứ còn ví dụ trong cái ngôn ngữ giao tiếp bình thường thì cũng không có ai ít ai nói mà ý khưa rồi lắm. Và cứ sử dụng phân rồi thôi. Hey. Rồi, bây giờ chúng ta xem. Nǐ kàn kàn shǒu biǎo, zěnme chí dào le. Đến trễ. Trong đó chí có nghĩa là trễ. Chí có nghĩa là trễ. Và chí dào có nghĩa là đến trễ. Měi chí dào a. Měi chí dào a. Nǐ bù shì shuō qì diǎn bān lái jiē wǒ ma? Nǐ chí dào le yī kè zhōng. Yī kè zhōng. Mình thêm chữ zhōng ở đằng sau. Zhōng ở đằng sau. Tức là phân zhōng đó. Tức là phân zhōng. Phân zhōng sẽ khác kiểu phân không? Để vừa rồi cô có nói. Phân và phân zhōng. Phân và phân trung khác không?
phân trung. Phân và phân trung khác nhau như thế nào? Dịch ra tiếng Việt mình, toàn bộ là phúc. Nhưng cái chữ phân này sẽ dùng trong từ chỉ giờ giấc, số giờ. Còn phân trung là chỉ về cái khoảng thời gian hồi nãy mình mới học về bổ ngữ chỉ thời lượng. Bổ ngữ chỉ thời lượng thì chỉ là phân trung. Ví dụ bây giờ là 7 giờ 10 phút. 7 giờ 10 phút. Bây giờ là 7 giờ 10 phút. 7 giờ 10 phút. Nhưng mà ví dụ như từ đây mà đi vào Sài Gòn đi, ngồi tàu hỏa hết 7 tiếng 10 phút thì khi đó sẽ là 7 giờ 10 phân trung. Khoảng thời gian. Từ nhà Thiên Lý qua nhà cô giao 20 phân trung. Chỉ chơ giao 20 phân trung. Đấy, nó sẽ khác với chữ phân. Phân và phân trung, một cái là chỉ về khoảng thời gian, một cái là chỉ về thời gian. Cho nên ở đây nỉ chứ tao là ý khơ. Ý khơ là 15 phút. Ý khơ là 15 phút. Nhưng họ phải thêm chữ trung đằng sau để nó biến nó thành khoảng thời gian. Ý khơ trung chứ sư 15 phân trung. Ý khơ trung. Ý khơ là 15 phân. Thì mình phải thêm trung. 15 phân trung. Hiện tại bù sư 7 điểm bàn mà? 已经差一刻八点了 mấy giờ rồi? Tôi là 8 giờ kém 15. 8 giờ kém 15, 7 giờ 45. 我都在这做了半个小时了 ở đây 做了半个小时了. Tại trơ chua lơ. Bạn cơ sở sữa là bao nhiêu? Nửa tiếng lơ. Cái hành động chua này còn xảy ra không? Còn xuất hiện đồng thời hai chữ lơ. Thấy chưa? Bú sư của chứ tao là. Không phải là do tôi đến trễ. Sư nì tờ biểu. Nì tờ số biểu. Nì tờ biểu. Khoai lơ ý khơ trung. Chạy nhanh 15 phút. Nhi kàn le shou biao, zeng chi dao le? Mei chi dao a. Nhi bu shi shuo 7 dian ban lai jie wo ma? Nhi chi dao le 1 ke zhong. Xian zai bu shi 7 dian ban ma? Yi jing cha 1 ke 8 dian le. Wo dou zai zhe zuo le ban ge xiao shi le. 不是我迟到了，是你的表快了一刻钟。你看看手表，怎么迟到了？没迟到啊。你不是说7点半来接我吗？你迟到了1刻钟。现在不是7点半吗？已经差1刻8点了，我都在这儿坐了半个小时了。不是我迟到了。 是你的表快了1刻钟。 你看看手表， bạn xem đồng hồ thử đi. 你看看手表， bạn xem đồng hồ thử đi. 怎么迟到了？ Tại sao lại đến trễ rồi? Về chưa? Đi đón với cái. Họ. Minh Sinh, Xiao Li, Huy Quyên, Xiao Cang. Nhìn xem cái sổ biểu. Chợ mơ chỉ tao rồi. Mày
来， 小丽 为什么让小刚看手表？ 这边， 小丽 为什么让小刚看手表？ 所以， 因为， 因为， 小刚， 来， 知道， 不是小刚迟到， 是小丽觉得小刚迟到， 听懂吗？ 小丽， 因为小丽觉得， 丢了感叹， 觉得感叹， 觉得小刚迟到。 Bởi vì 小丽 cứ nói là 迟到， nhưng 小刚 thì nói không có 迟到， đúng chưa? Thì mình chỉ có thể trả lời là 觉得， chứ không thể nào mình khẳng định được. Tí ơ thí, 小丽觉得小刚迟到了多久？清理， 小丽觉得小刚迟到了多久？ 迟到了，迟到了，迟到了一刻钟。嗯，对了，迟到了一刻钟。 第三题， 小丽让小刚几点接她？ 明星， 小丽让小刚几点半接她。对。第四题， 现在几点？ 慧君， 中白，中白，就让。 现在八点。 半个小时了，好吗？好，小刚迟到了吗？清理，小刚迟到了吗？ 没迟到。那为什么小丽说她迟到了？因为小丽的手表快了一刻钟。对了，她的手表，小丽的手表快了一刻钟。好了吗？好了，được chưa？ Bài ngày nay thử pháp khó. Nếu nó khó nó cũng không khó, bởi vì cái nào nó cũng khó hết. Rồi, vẫn như cũ, về nhà làm bài tập, nộp cho cô.